Kính thưa các đại ca, thế còn trong quá trình làm nghề môi giới thì có một cái hiện tượng là một số anh em có mặt gặp phải là khi họ chăm lại khách hàng cũ, và cái câu chuyện là khi họ gọi điện cho khách hàng cũ thì khách hàng bảo rằng họ mua rồi, nhưng mà bằng cái linh cảm nào đó họ cảm nhận là khách hàng này chưa mua và họ nhờ một người khác gọi, thì họ khách hàng kia lại lại đi xem tiếp. Đấy. Thì câu chuyện tại sao mà khi mình gọi điện cho khách hàng thì họ chưa mua nhưng họ lại nói mua, thì cái lý do mà khiến cho khách hàng không muốn đi xem, thực ra thì khi họ nói họ không mua thì nguyên nhân là họ không muốn làm việc với bạn, thì đơn giản như vậy thôi. Vậy thì tại sao mà chúng ta đặt vấn đề giới thiệu hàng, giới thiệu sản phẩm, đưa sản phẩm cho họ thì họ lại không đồng ý? Thì có lý do đầu tiên khiến cho khách hàng trả lời từ chối gọi là việc đi xem với bạn, thì lý do đầu tiên là do cái việc chúng ta gọi điện cho họ, chúng ta thì có cái sự thiếu tự tin. Cái câu chuyện ở đây là khi khách hàng họ đi xem một thời gian rồi, họ đã gặp rất là nhiều môi giới rồi và nhiều môi giới không chất lượng, họ đi xem rất là mất công, mất thời gian, mất ngày, mất buổi, rồi nắng nóng mệt mỏi, thì họ sẽ có cái tâm lý, họ sẽ sàng lọc ra những cái môi giới thật sự chất lượng và sàng lọc thông tin trước khi họ khởi hành đi. Và khi chúng ta giới thiệu sản phẩm cho họ, chúng ta không có sự tự tin thì họ cảm nhận được ngay rằng là cái chất lượng của mình là không tốt, và họ nguy cơ là khi đi với mình thì sẽ cái xảy ra cái hiện tượng là chúng ta họ bị mất thời gian, mất công, mất ngày, mất buổi, mệt mỏi mà không được cái việc gì. Nên họ cách tốt nhất là họ từ chối, họ cũng rất là ngại từ chối bạn, thì họ chỉ có một cách, câu một cách từ chối dễ dàng nhất, là đơn giản nhất, là họ bảo rằng họ mua rồi, và khi họ mua rồi thì rõ ràng họ không phải đi nữa. Đấy, thì lý do thứ nhất là chúng ta thiếu tự tin và dẫn đến họ không tin tưởng vào năng lực và trình độ của mình. Giống như việc là mẹ chúng ta rủ gái đi chơi chẳng hạn, thì chúng ta không có cái sự tự tin, không cảm nhận được rằng là cái độ máu lửa quyết tâm của mình thì rất là khó để chúng ta mà đưa gái đi chơi chẳng hạn. Thì chúng ta không có cái năng lượng, không có cái gọi là chất đàn ông trong cái giao tiếp, thì khách hàng cái gái họ cũng sẽ cảm nhận được, và tự nhiên là các đại ca sẽ rất khó để mà rủ họ đi chơi nếu như các đại ca muốn đong đưa tán tỉnh đó. Thế cái lý do thứ hai nữa là mình khiến khách hàng từ chối, họ nói dối mình là họ mua rồi, là do mình hỏi ngu quá. Đấy, hỏi ngu quá tức là gì? Mình đặt vấn đề, mình khai thác nhu cầu của họ theo cái cách là, một, có những ông thì hỏi như bố đời ấy, kiểu như là bố là người ta ấy, hỏi như hỏi hỏi cung ấy, và họ cảm thấy họ khó chịu, họ không được tôn trọng, và họ cũng sẽ từ chối bằng cách là họ bảo họ mua rồi. Hoặc là cách mình đặt câu hỏi nó có cái gì đó nó không thông minh và nó khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Ví dụ như thế này, khi mà gặp khách hàng thì hỏi anh ơi thế tại sao anh mãi anh cứ xem không mua được, hỏi cô rất là buồn cười. Xong rồi đặt cậu có những ông lại hỏi là anh có nghĩ rằng là do cái tiêu chí của anh cao quá hay không, đến bây giờ anh vẫn đi xem mấy tháng rồi anh không mua được nhà. Có nhiều bố kiểu kiểu hỏi kiểu sóc óc kiểu kiểu như vậy, và họ khó chịu, họ chậm ăn cút thôi, và tôi họ không không đặt vào đây, họ không đi nữa đấy, mà thôi thôi nhá, tôi mua được rồi nhá bạn nhá, thế họ tắt máy, nó không bàn nữa, nó không thích giải thích với những cái thằng lòng vòng, ví dụ như họ nghĩ như vậy. Thì tiếp theo nữa là gì, là có lý do thứ ba nữa là có thể họ đang rất là bận và chúng ta gọi vào cái thời điểm họ không tiện. Có những người họ mua bán nhà thì họ không muốn cho mọi người biết rằng là họ mua bán nhà, và đứng trước những người thân, người quen hoặc là bạn bè của họ, họ giấu chẳng hạn. Ví dụ như là quan tham chẳng hạn, bây giờ ăn hối lộ được mấy tỷ đi mua cái nhà, bây giờ đứng trước sếp, đứng trước nhân viên, rồi bây giờ lại cứ nói chuyện đi mua nhà, trong khi lương của mình thì biết thừa, cả bọn kế toán nó biết thừa là lương ví dụ được 20 triệu, mà bây giờ mẹ nói chuyện ngồi chém với thằng môi giới mà nói chuyện mua nhà 10 20 tỷ, mẹ thằng này đéo hiểu là lấy tiền đâu ra, chỉ có tham ô thì còn lấy đâu ra tiền lương có 20 triệu. Thế thì họ không thể ngồi nói chuyện trước trong văn phòng rồi trước mặt đồng nghiệp, rồi hoặc là ví dụ như ông một quỹ đen chẳng hạn, mà ông ấy lại ngồi nói chuyện đi mua nha trước mặt bồ nhí, trong khi bồ nhí lại vừa gọi là xin tiền anh ơi điện thoại iPhone 13 ra rồi, rồi ông lại văn vở là anh đợt này đang đói kém lắm, làm ăn khó khăn lắm. Thế xong rồi cuối cùng lại ngồi bố bố ra ngồi nói chuyện mua nhà mấy chục tỷ trước mặt bồ nhí, thì không ăn thua, nên họ sẽ né trong quá trình. Nếu như các bạn gọi đúng cái thời điểm mà họ ngồi về trước mặt những người họ muốn giấu chẳng hạn, thì họ sẽ bảo là gì, thôi lúc khác gọi lại. Đấy. Thì hoặc là họ bảo là thôi anh mua được rồi, họ không biết cần biết là mua cái gì, họ cứ bảo là mua được rồi và không 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 tiếp chuyện nữa. Đấy, thì câu chuyện là cái có ba cái lý do khiến cho khách hàng họ từ chối hoặc họ trả lời mua rồi. Và thêm một cái lý do nữa là khi chúng ta gọi điện cho khách hàng, chúng ta không chuẩn bị sẵn cái sản phẩm để chúng ta giới thiệu cho họ,
thì khiến cho cái việc là khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, chúng ta không có cái điểm nhấn và không có cái điểm hút để họ tập trung, họ muốn lắng nghe và họ muốn tìm hiểu xem cái sản phẩm như thế nào, và chúng ta không có sản phẩm chuẩn bị nên chúng ta chỉ hỏi bâng quơ và chúng ta khiến cho cái việc mà chúng ta đưa bắt tiếp tục câu chuyện ấy, nó không được trơn tru, nó sẽ không có cái sự gọi là tự tin, hoặc là nó không có cái neo để chúng ta bám vào để cho xoay cái câu chuyện. Ví dụ chúng các bạn có sản phẩm ngon rồi, các bạn nói bạn ơi em có cái mặt phố ví dụ lò đúc này đẹp lắm, mặt tiền 6 mét cơ, nhà xây 5 tầng mới đẹp long lanh, thì đấy là cái điểm neo để chúng ta tiếp tục câu chuyện. Nhưng chúng ta không có cái điểm neo, chúng ta tiếp tục câu chuyện, chúng ta cứ hỏi lung ta lung tung, và thực sự là khách hàng rất là tinh, họ cảm nhận được ngay là bố này đang khai thác thông tin chứ bố chả có cái cằm chó nào cả, thế là tự nhiên là nguy cơ là họ tiếp tục câu chuyện của chúng ta rất là thấp. Đấy là bốn cái lý do chính khiến cho các đại ca khi chúng ta chăm sóc lại khách cũ, chúng ta gặp khó khăn trong cái việc là tiếp tục khai thác nhu cầu hoặc là đưa khách đi xem, thì đấy là bốn lý do chính mà các đại ca cố gắng sửa để làm sao mà cái hiệu quả chăm sóc khách hàng chúng ta tăng lên. Bởi vì để tìm một khách hàng mới bây giờ rất là khó khăn, rất là tốn kém, mà chúng ta có khách hàng cũ chúng ta chăm kiểu gì mà lại không đi, họ không nghe, mà một khi họ đã bảo mình là không mua rồi thì lần sau các bạn bảo họ đi rất là khó, vì làm sao họ tự đã nói là không mua rồi, chẳng nhẽ lần sau lại bảo là thôi anh lừa em ngày xưa, trước anh lừa chú, anh bây giờ anh nói thật là anh không mua đâu, thì rất là khó có cái tình huống đấy xảy ra và chúng ta mất đi khách hàng. Chúng ta mất khách hàng tức là chúng ta mất thời gian và mất tiền của chính mình đấy. Thì chúc cho anh chị em là nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng lên để chúng ta tăng tối đa cái hiệu quả chi phí để chúng ta tìm khách hàng lên nhé. Chúc cho anh em sớm thành công với nghề môi giới bất động sản.